mưa lớn lên đi, ai lùn chết chìm. Anh chị ha, mùa mưa đến rồi. Và những anh chị nào mà thấp thấp là phải dè chừng ha. Còn em cao lắm, em không có sợ gì mưa hết. Thì anh chị mình ở những thành phố lớn như là Sài Gòn, Hà Nội, anh chị thấy mưa ngập nước rất là nhiều. Và mưa thì lựa chọn những dòng xe như là xe 7 chỗ nó sẽ tốt hơn xe 4 chỗ rất là nhiều. Có một lần em lên Sài Gòn, mùa mưa, đường ngập nước rất là nhiều. Và em đi xe 4 chỗ của em, anh chị thấy không? Cái chiếc xe 7 chỗ nó đi ngược chiều, nó tạt cho nước làm chiếc xe của em nó bùng bệnh luôn. Rất là khiếp. Thì mùa mưa chúng ta cần phải sử dụng rất là nhiều kỹ năng khi chị lái xe trên đường vào mùa mưa, khi trời đang mưa thì nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với khi mà anh chị mình đi vào những lúc mà trời nó nắng, nó ráo, hoặc là những cái đoạn đường mà không có bị trơn trượt, không có bị ướt. Thì mưa sẽ khiến cho chúng ta điều khiển xe khó khăn. Vậy chúng ta phải cần những cái thao tác gì giúp cho chúng ta điều khiển xe nó tốt, nó an toàn và chúng ta an tâm về cái việc chúng ta về nhà. Nhưng anh chị cũng lưu ý giùm em, khi mà mưa chúng ta từ nhỏ đến trung bình thì anh chị mới điều khiển xe thôi. Còn mưa to quá thì anh chị mình vẫn nên tấp xe vào lề để cho an toàn anh chị ha. Thì hôm nay em sẽ cùng đồng hành anh chị đi dưới trời mưa để xem những cái việc gì anh chị cần làm, thao tác của chúng ta như thế nào. Chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Hôm nay trời mưa rồi, không biết là hôm nay Vũng Tàu có báo vào không mà mưa từ sáng tới giờ luôn. Khi đi trời mưa anh chị cần những gì? Thì khi trời mưa đầu tiên anh chị luôn quan tâm đến cái việc cần gạt nước, để chúng ta gạt nước cho nó hết nước ở cái gương phía trước, ở cái kính cửa phía trước. Thì anh chị mình cần phải bật cần gạt nước. Thì tùy từng xe, với dòng xe nó thiết kế khác nhau, ví dụ như dòng Spark này thì anh chị mình cần gạt nước, anh chị đẩy lên phía trên là chúng ta sẽ gạt nước. Còn một số dòng xe thì chúng ta lại kéo xuống phía dưới. Tùy vào lượng mưa nhiều hay ít mà anh chị mình điều khiển cái cần gạt nước nó chạy tốc độ nhanh hay chậm. Ví dụ như ở đây mưa cũng không có lớn lắm thì em sẽ để cần gạt nước tốc độ chậm như thế này anh chị ha. Đó là đầu tiên anh chị mình điều khiển cần gạt nước. Và cái việc thứ hai anh chị mình cần phải lưu ý nữa, đó là ví dụ như trời mưa mà nhỏ như thế này, cũng chưa phải là mưa lớn, nhưng cái kính cửa của chúng ta, những cái kính cửa chúng ta như thế này, khi mưa, nước mưa nó chảy vào nó sẽ làm mờ đi. Thì để mà cái hệ thống của chiếc xe này nó không có sấy kính cửa, cho nên là anh chị thấy là nước mưa động lại như thế này, cái việc quan sát của anh chị nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Thì để chúng ta bỏ cái nước mưa này đi, anh chị chỉ cần bấm cửa cho nó chạy xuống, ấm cho cái kính nó chạy xuống anh chị ha. Đó, anh chị thấy kính chạy xuống. Rồi chúng ta kéo lên thì như thế nào? Thì anh chị thấy là cái lớp cao su này nó sẽ giữ cái nước mưa lại, nó giúp cho cái kính cửa chúng ta nó sạch cái nước mưa và chúng ta sẽ quan sát tốt hơn. Rồi nhiều anh chị mình sơn những cái dòng sơn như là cái kính, cái gương chiếu hậu của chúng ta là sơn nano hoặc kính sơn nano, thì nó giúp cho cái nước mưa của chúng ta nó bắn vào và nó trượt luôn, thì nó cũng giúp cho chúng ta quan sát tốt. Cho nên là em rất là thích những cái dòng xe mà nó không có động lại nước mưa, nó giúp cho nước mưa nó chảy trơn trượt như vậy. Thì cái việc quan sát khi đi trời mưa nó rất là thuận tiện. Em rất là thích những dòng xe như vậy. Nhưng ở đây chiếc xe này nó không có, thì em sẽ là bấm kính cửa nếu như mà mưa nhỏ như vậy chị ha. Rồi, đó là một cái thao tác nhỏ. Tiếp theo chúng ta cần phải làm gì nữa? Khi mà anh chị đi trời mưa như thế này, nếu như anh chị không bật điều hòa, không bật máy lạnh, thì nó sẽ khiến cho cái việc mà cái kính phía trước này nó sẽ dễ bị bốc hơi, nó rất là dễ bị làm cho lóa cái kính phía trước này, nó bị hạn chế tầm nhìn rất là nhiều. Cho nên khi mà đi xe vào trời mưa anh chị mình nên bật máy lạnh. Mưa đã lạnh lắm rồi mà còn phải bật máy lạnh, nhưng phải bật máy lạnh để cho xe của chúng ta nó không có bị che khuất cái tầm nhìn, cái kính xe của chúng ta không bị che khuất tầm nhìn anh chị ha. Rồi còn một điều nữa anh chị cần phải lưu ý gì ở cái hệ thống này nữa, đó là anh chị mình hãy bật cái sấy cửa, sấy kính phía sau chứ không phải sấy cửa chị ha. Sấy kính phía sau này em bật vào thì nó sẽ là sấy cái kính phía sau, để khi mà anh chị mình muốn quan sát phía sau thì chúng ta quan sát gương chiếu hậu nó không bị che khuất mất, không bị hạn chế tầm nhìn. Đó chỉ là những cái thao tác nó là rất là đơn giản nhưng mà anh chị nên làm như vậy ha. Một cái nữa theo quy định của chúng ta là khi chúng ta đi vào trời mưa chúng ta phải bật đèn chiếu gần và đèn vàng, cho nên chị mình phải bật đèn chiếu gần và đèn vàng lên vậy ha. Em sẽ bật đèn chiếu gần đây. Đó, anh chị thấy là ở đây em đang để thăng tay, đèn chiếu gần và đèn vàng nó đã sáng lên rồi. Còn một cái điều rất là buồn mỗi khi em chạy xe đó là
Anh chị thấy cái trụ bơm xăng nó hiện lên đây, đó là nhiên liệu của em nó sắp hết rồi. Cực kỳ buồn mỗi lần mà chúng ta điều khiển một chiếc xe anh chị ha. Rồi, anh chị thấy những cái việc mà chúng ta nên làm, chúng ta đã làm rồi. Khi mà chúng ta trong xe chúng ta phải làm như vậy. Nó rất là an toàn, nó rất là tốt cho chúng ta. Anh chị nhớ ha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu lên đường để chúng ta đi vào trời mưa xem như thế nào. Cái việc trời mưa nó rất là hạn chế cái tầm nhìn của chúng ta, cho nên anh chị mình không nên chạy nhanh, chúng ta nên chạy chậm thôi. Và trời mưa nó khiến cho đường của chúng ta nó trơn trượt, cho nên chúng ta chạy chậm mới là an toàn, còn chạy nhanh thì mất an toàn rất là nhiều. Và cái điều quan trọng anh chị mình đừng quên đó là thắt dây an toàn mỗi khi chúng ta đi ha. Đừng quên thắt dây an toàn. Rồi em sẽ bắt đầu đi lên đây. Thì đi lên em vẫn là xin nhan trái em đi lên vào số 1 nhà thắng tay, những công việc thường làm khi chúng ta đi lên. Và đi ra anh chị nhớ phải quan sát gương chiếu hậu bên trái để chúng ta ra an toàn anh chị ha. Tại vì trời mưa sẽ là hạn chế tầm nhìn rất là nhiều, cho nên chị mình ra chậm thôi. Có nghĩa là anh chị đánh lái ít thôi thì chúng ta sẽ ra chậm. Và chúng ta phải quan sát kỹ càng ha. Rồi anh chị thấy ra chúng ta ra làn đường của chúng ta an toàn rồi, chúng ta sẽ là tắt xin nhan đi, chúng ta đi lên. Bình thường vào những ngày nắng đẹp thì bờ biển nó rất là đẹp, nhưng mà những ngày mưa như thế này thì bờ biển nó chúng ta quan sát vào chúng ta thấy nó rất là ảm đạm anh chị ha. Đó, em sẽ đi ra, đây là bãi sau của thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. Có rất là nhiều chiếc xe, có rất là nhiều hệ thống đó là chống trơn trượt. Thì khi mà anh chị đi xe vào trời mưa, nếu chiếc xe của chúng ta có hệ thống chống trơn trượt thì anh chị mình hãy bật cái hệ thống đấy lên. Còn đối với chiếc xe của em đây nó không có hệ thống đấy, rất là buồn. Em sẽ cố gắng làm thật nhiều để có tiền mua một chiếc xe xịn hơn, để em đi trên đường em sẽ làm những cái video mà đi với chiếc xe xịn nó sướng như thế nào để anh chị mình xem ha. Anh chị thấy bờ biển của chúng ta trời mưa như thế này, dịch Covid nếu trời mưa thì sẽ không ai tắm biển và không sợ lây lan dịch bệnh Covid ở bãi biển. Rồi, anh chị thấy là cái việc chúng ta đi trời mưa hạn chế tầm nhìn của chúng ta rất là nhiều ha, cho nên chị phải cố gắng tập trung quan sát rất là nhiều. Ở đây hôm nay trời mưa, xe rất là vắng, đường vắng thì anh chị mình chạy xe nó đỡ bị tâm lý hơn. Còn những anh chị nào mà ở những thành phố lớn, tuy rằng trời mưa nhưng vẫn còn đông xe và xe đi san sát nhau, thì anh chị mình cũng càng phải quan tâm nhiều về cái việc quan sát. Anh chị mình thấy không, em đi trời mưa và hiện tại kính của em nó cũng đã bị nước mưa nó làm đi giảm cái khả năng quan sát rất là nhiều. Thì để mà dễ dàng anh chị cũng có thể là bấm kính xuống một chút ha. Đó, xong rồi chúng ta lại kéo kính lên và nó sẽ là rõ hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta chưa có hạ kính cửa xuống ha. Đó là cái cách mà anh chị mình có thể làm bớt cái nước mưa ở cái kính cửa này để giúp anh chị quan sát tốt hơn. Chúng ta chỉ cần kính hai bên thôi, còn kính ở phía sau thì chúng ta không cần thiết, tại vì phía sau chúng ta không có quan sát ở hai ghế phía sau, đúng không ạ? Anh chị thấy không, có rất là nhiều anh mà đi xe Honda sợ mưa ướt người và chạy rất là nhanh. Và cái việc xe Honda đi trời mưa các anh chạy nhanh như vậy, đường trơn trượt như vậy, khi các anh cần các anh thắng thì rất là dễ bị trơn trượt. Cho nên trời mưa chúng ta chạy chậm thôi. Và anh chị thấy là em chỉ có sử dụng đến số 3 thôi, mà em không có sử dụng số cao. Trời mưa chúng ta về số thấp, giảm tốc độ, tăng cường sự quan sát. Rồi tùy thuộc vào mưa nhỏ hay mưa lớn thì anh chị mình điều khiển cái cần gạt nước này. Ví dụ mưa ở đây thì nó càng ngày nó càng nặng hạt hơn thì em sẽ điều khiển cái gạt nước tốc độ tăng lên thêm anh chị ha, để cho gạt nước nó nhanh hơn, để cho em quan sát nó dễ dàng hơn. Có nhiều anh chị mà đến tới sân thi rồi anh chị mình còn không biết sử dụng cần gạt nước, thì em rất là mong khi mà anh chị đi tập lái xe anh chị hãy quan tâm một chút đến những cái cần gạt nước hoặc là cần đèn của chúng ta để chúng ta biết sử dụng nó ha. Và anh chị thấy cái xe ngược chiều của chúng ta đây, họ là bật đèn. Ví dụ xe ngược chiều của chúng ta đây bật đèn, nhưng chiếc xe này hình như là bật đèn chiếu xa rồi anh chị mình ha, thì không nên bật đèn chiếu xa như thế này. Anh chị mình nhớ là đi trong trời mưa anh chị mình sẽ bật đèn chiếu gần hoặc đèn vàng. Đèn chiếu gần và đèn vàng chứ anh chị mình không bật đèn chiếu xa. Đèn vàng là đèn nào? Đó là phía dưới của chúng ta. Đây chúng ta sẽ có một cái điểm để chúng ta vặn cái đèn vàng của chúng ta. Thì phía dưới của chúng ta nó sẽ có một cái điểm để mở đèn vàng ở cái cần đèn của chúng ta.
Thì khi mà anh chị lên xe, anh chị học buổi đầu tiên, thường giáo viên sẽ hướng dẫn cho anh chị mình rồi. Hôm nay thì Vũng Tàu cũng chưa phải là mưa to lắm, cho nên là đường cũng không có ngập nước nhiều lắm. Cho nên nếu như anh chị mình mà đi vào những đoạn đường ngập nước, nhất là anh chị mình ở Sài Gòn, Hà Nội thì em cũng chưa được thưởng thức nhiều về cái vị của ngập nước mạnh, ngập nước nặng. Nhưng ở Sài Gòn em đã được thưởng thức rồi. Thì anh chị mình đi Sài Gòn, anh chị mình phải ước lượng cái độ ngập nước của con đường đấy, xem chúng ta có đi qua được hay không đã. Còn nếu như nó ngập nước nặng quá, nếu như mà anh chị đi xe 4 chỗ như thế này, gầm rất là thấp và khiến cho nước bị lụt vào, bị đi vào máy của chúng ta, thì bị ngập vào máy của chúng ta, thì khiến cho xe của chúng ta bị chết máy. Bị chết máy thì làm sao? Chết máy giữa cái vũng nước lớn như vậy, thì việc đấy anh chị lại phải đẩy xe rất là cực. Cho nên anh chị phải ước lượng cái độ ngập nước trước, hoặc anh chị có thể dừng lại quan sát trước, xem là những cái xe khác người ta có đi qua được hay không. Nếu như người ta không đi qua được thì mình cũng không nên đi. Tại vì đi vào trong đấy ngập nước rồi, có phải là chúng ta bơi giữa vũng nước không anh chị ha? Đó. Em cũng không biết là khuyên anh chị mình là nên lựa chọn dòng xe 4 chỗ hay dòng xe 7 chỗ khi chúng ta đi ở những thành phố lớn. Nếu như dòng xe 4 chỗ thì chúng ta rất là dễ bị ngập nước. Còn dòng xe 7 chỗ lại khiến cho nhiều khi chúng ta vào những con hẻm, hoặc là chúng ta vào nhà nó hơi khó khăn. Tại vì nhiều gia đình anh chị là ở trong những con hẻm nhỏ. Cho nên là tùy thuộc vào từng gia đình mà chúng ta lựa chọn từng dòng xe khác nhau anh chị ha. Rồi, trời mưa thì thành phố biển Vũng Tàu nó khá là ảm đạm. Em sẽ rẽ vào đường này. Đó, anh chị thấy là đoạn đường này thì sẽ là ngập nước nhiều hơn. Và một điều cũng cực kỳ quan trọng mà khi mà em thấy đi trời mưa nó hay xảy ra. Ở đây chúng ta lại có một cái cây bị đổ ngay ở trên đường như thế này. Thì bắt buộc anh chị mình phải đi sang hướng bên tay phải. Anh chị mình quan sát bên phải này, xin nhan bên phải đấy chị ha. Chúng ta chuyển sang làn bên phải mà quan sát gương bên phải thật cẩn thận để chúng ta đi qua. Anh chị thấy cái cây này của chúng ta, thành phố biển Vũng Tàu thì những cái cây này em thấy là cái rễ nó mọc khá là nông, và mỗi lần mà gần như là có bão á, hoặc trời mưa to gió mạnh một chút là sẽ có những cái cây nó bị đổ như vậy. Và cái việc anh chị đi qua những cây đổ, anh chị phải lưu ý. Tại vì anh chị bắt buộc anh chị phải đi sang làn ở bên phải, và rất là dễ anh chị mình phải lấn qua làn của xe mô tô. Và lấn qua làn mô tô rồi thì anh chị phải quan sát thôi, tại vì anh mô tô đi nguy hiểm lắm chị ha. Và em cũng nói thêm là giống như hồi nãy em đang nói, có là bên làn mà sát bên phải để cho xe mô tô, thường là những cái đoạn, những cái phía bên trong như vậy là đường nó sẽ thấp hơn bên ngoài, và nước mưa nó sẽ ngập lên. Nước mưa ngập lên thì bắt buộc anh mô tô anh phải đi sang bên trái này để anh tránh cái vũng nước. Và khi anh đi tránh vũng nước thì mình đi qua những vũng nước lớn như vậy, chúng ta đi ô tô qua những vũng nước lớn như vậy, anh chị mình phải để ý cẩn thận và nhường cho anh mô tô. Tại vì trời mưa như thế này họ đi mô tô họ rất là cực. Mưa anh chị ha, rất là cực. Còn chúng ta đi trong ô tô này chẳng thấy mưa gió gì tới đâu. Cho nên chúng ta sướng hơn, chúng ta sướng hơn thì chúng ta nên nhường cho anh xe mô tô một chút ha, chứ chúng ta đừng có lấn. Mình cố gắng nhường nhịn. Đi ô tô nên nhường cho mô tô. Em cũng kể một câu chuyện là ngày hôm qua em mới vừa gặp luôn. Đó là em sẽ gặp một cái anh ô tô, và đèn đỏ của chúng ta vẫn còn những hôm qua em đi xe mô tô nhỉ ha, và đèn đỏ của chúng ta vẫn còn đến 3 giây, và em đang dừng lại, em đang dừng lại để em đợi hết đèn đỏ, nhưng anh xe ô tô đã bấm còi để hối em rồi. Thì anh chị thấy là cái việc đấy thực sự không nên. Thứ nhất là em đi xe mô tô, em đứng bên ngoài đường trời nắng thì em là cái người mà bị chịu cái tác động của trời nắng nó nhiều hơn rất là nhiều so với anh đi ô tô. Thì em đang còn đứng đợi được mà tại sao anh đấy lại không có đứng đợi? Cho nên khi chúng ta đi ô tô, chúng ta đang ngồi trong cái chỗ rất là sướng, thì chúng ta nên nhường cho anh mô tô, và chúng ta nên chấp hành luật tốt tốt, chứ chúng ta đừng có nên không chấp hành luật. Rồi, chị đi vào vòng xuyến. Hôm trước có một anh chị hỏi em đi vào vòng xuyến chúng ta đi số mấy, hoặc là chúng ta đi tốc độ bao nhiêu, thì tùy thuộc anh chị ha, tùy thuộc từng trường hợp. Ví dụ trường hợp này là trời mưa, đường tuy là thoáng nhưng trời mưa thì chúng ta cũng đi chậm thôi. Tốc độ của em bây giờ đang có tầm 20 mấy km/h thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 20 đến 30. 20 đến 30 thì em sẽ để cần số vị trí số 3 như thế này, thì em đi thôi. Còn nếu như mà đông hơn
xe đông hơn, người đông hơn thì anh chị mình lại đi chậm hơn. Như vậy thì nó phụ thuộc vào từng cái hoàn cảnh, chứ nó không thể nào mà nó chính xác hoàn toàn. Nếu như em bảo đi 20-30 tuyệt đối như vậy thì nó cũng không chính xác, cho nên phải phụ thuộc vào từng hoàn cảnh anh chị ha. Còn khi mình đi thì mình đi vào vòng xuyến thì mình vẫn cứ nên để ở chân côn, để lỡ may xảy ra chuyện gì thì chúng ta đạp côn, đúng không ạ? Đạp côn lại, như vậy nó an toàn. Đạp côn, đạp thắng lại cho an toàn. Bây giờ đang là buổi trưa, đúng không ạ? Buổi trưa và Vũng Tàu lại mưa nữa, lại dịch bệnh nữa, cho nên là mọi người tham gia giao thông rất là ít anh chị ha. Mà như vậy cũng rất là tốt. Thì vì trời mưa, vì đường cũng không đông lắm, cho nên là em sẽ hướng dẫn, em sẽ dừng ở đây. Nếu hôm sau một ngày mà trời mưa nhiều hơn, mưa to hơn thì em sẽ đồng hành cùng anh chị thêm một buổi nữa. Nhưng tại vì hôm nay trời cũng không phải là mưa to lắm, thì trời mưa là do trời chứ em không thể quyết định được, cho nên là em sẽ hẹn anh chị vào một ngày mưa to hơn nữa thì em sẽ làm video mà nó còn khó hơn nữa anh chị ha. Rồi em xin dừng video ngày hôm nay ở đây, anh chị chia sẻ một chút về cái việc anh chị đi trời mưa như vậy thôi. Hẹn gặp lại anh chị ở những video phía sau của hướng dẫn lái xe an toàn.